Dạ, kính chào quý vị khán giả xem kênh. Chủ đề hôm nay là chỉ có Võ Minh Điền chửi đại tá Trà Văn Lào, chánh văn phòng công an thành phố Hồ Chí Minh, chứ Đinh Lan thì hoàn toàn không nha. Đinh Lan nhắc lại trong clip hôm qua, khi Đinh Lan nói nếu như công an quận Gò Vấp bắt Đinh Lan về tội 331 thì xin cộng đồng mạng, bà con trên toàn thế giới thấy theo dõi vụ việc này, thì Đinh Lan chỉ nói lên những cái bức xúc của mình về 4 vụ án hình sự xảy ra tại phường 3, phường 6 và phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam mà đại tá Trà Văn Lào đã xử lý 2 vụ hình sự chuyển thành dân sự, để đến khi ra tòa thì Đinh Lan bị mất quyền lợi và mất hết tài sản 3 tỷ đồng cộng tiền án phí, là 2 vụ án là hết 100 triệu đồng tiền án phí và mất tài sản hơn 3 tỷ đồng. Trong công văn số 04 ký ngày 30 tháng 5 năm 2018, đại tá Trà Văn Lào trong cái đơn Đinh Lan tố cáo bà Nguyễn Thị Hoàng là một người bạn của Đinh Lan chiếm đoạt tài sản của Đinh Lan trị giá 200 triệu. Nhưng trong kết luận quyết định không khởi tố vụ án, đại tá Trà Văn Lào lúc đó làm trưởng công an quận Gò Vấp đã ghi rằng do không có chỗ để, bà Hoàng đã vứt bỏ đi hết, cho nên đề nghị tôi Đinh Thị Lan đem ra tòa để mà được bồi thường. Thì Đinh Lan thấy cái lời của đại tá Trà Văn Lào năm 2020 hợp lý, cho nên đến năm 2022 là Đinh Lan sợ hết cái hiệu lực của kiện dân sự, cho nên Đinh Lan đã nộp đơn lên Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp thì mới xét xử. Nhưng trên tòa dân sự thì không xử lý những cái thông tin về hình sự, cho nên là họ thấy không có hóa đơn chứng từ, cho nên thẩm phán Phan Chí Viễn đã tuyên bố Đinh Lan thua cuộc và mất hết tài sản, cộng với cái số tiền án phí 200 triệu là số tiền án phí là 10 triệu đồng. Đó, cho nên là Đinh Lan mới nói rằng về cái việc đó. Rồi vụ án thứ hai là tù ván Đinh Văn Kiệt, đã coi như là trong cái quyết định số, Đinh Lan đọc luôn để cho có bên an ninh mạng của công an thành phố Hồ Chí Minh hay là của công an, bộ công an đều biết được là công văn số 2862 BC01 D1 thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 9 năm 2020, đại tá Trà Văn Lào khi giải quyết như này: nội dung tố cáo ông Đinh Văn Kiệt, địa chỉ đội 4 thôn Phú Giáo, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bình rượu thuốc trị giá 2 tỷ 986 triệu 200 đồng thông qua việc góp vốn ký vào hợp đồng hợp tác số 01/2020 Vinowork ngày 2 tháng 5 năm 2020, nhận tài sản góp vốn vào công ty của bà, địa chỉ công ty là tôi là mở cái chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinowork, địa chỉ 656/43 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên ngày 11 tháng 8 năm 2020 tại công an phường 11, quận Gò Vấp, ông Kiệt ký vào biên bản lấy lời khai là không hề nhận bất cứ tài sản nào và cũng không ký hợp đồng hợp tác với bà Lan. Theo xem xét nội dung đơn, tài liệu đính kèm, cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thì thấy đây là tranh chấp dân sự, chuyển qua dân sự. Nhưng mà ông Hoàng Thế Viễn, thẩm phán Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, khi chuyển qua dân sự thì ông sẽ không có chức năng là điều tra lại cái hành vi của ông Kiệt khi tôi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì cái nhiệm vụ là của công an quận Gò Vấp phải đi điều tra xác minh, đằng này đẩy qua tòa, tòa sẽ tuyên tôi là không có hóa đơn chứng từ. Trong khi những hóa đơn chứng từ này thì ông Đinh Văn Kiệt đã lừa tôi là về việc rằng tôi muốn nhận lại cái số tiền gần mấy tỷ này thì cho nó mượn cái tài sản của tôi đầu tư để nó đi nộp cho ngân hàng, cho nên là tôi đưa tất cả những hóa đơn chứng từ cho thằng Đinh Văn Kiệt rồi. Thì bây giờ tòa án không có hóa đơn chứng từ thì tuyên bố tôi lại là thua cuộc, thì tôi mất đi 2 tỷ 9 này cộng với 90 triệu tiền án phí nữa, là có phải là vụ kia vụ này là gì. Cho nên là lý do tại sao hai vụ án này là của hình sự mà ông Trà Văn Lào khi lên làm chánh văn phòng công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển thành dân sự, thì tôi chỉ nói lên cái bức xúc của tôi và hai vụ án của Đinh Thị Chiên, Đinh Thị Lan. Khi ngày 9 tháng 2 đám Võ Minh Điền, Nguyễn Việt Anh kênh Chuyện Đời Thường, Trần Văn Ngoan kênh Điền Võ Vlog, Check In Sài Gòn tới Công Chuyện và Vũ Văn Thuận tới đánh Đinh Thị Lan này, nhưng đánh nhầm chị gái tôi Đinh Thị Chiên, thương tật 20% mà không khởi tố vụ án hình sự. Thời hạn đã gần 7 tháng trôi qua, cho nên là hai vụ án của Đinh Thị Lan bị đám Võ Minh Điền, nhóm YouTuber ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng đã tấn công, trả thù, làm nhục, đánh chị gái tôi trọng thương 20%.